đúng chưa nào? Vậy hôm nay cô tiếp tục giới thiệu em về tính chất vật lý và tính chất hóa học của dãy đồng đẳng ăn can. Và phần đầu tiên chúng ta đi vào đó là tính chất vật lý của ăn can. Các em nhớ cho cô một số lưu ý như sau, đó là ở điều kiện thường thì bốn chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng tồn tại ở thể khí. Từ C18 trở đi thì các chất đó tồn tại ở thể rắn. Rồi các em thấy cho cô là khi mà khối lượng phân tử của các chất này tăng dần lên thì trạng thái của nó sẽ chuyển gì đấy? Sẽ chuyển từ thể khí, từ thể lỏng sang thể lỏng và tới thể rắn, đúng chưa nào? Vậy trạng thái của nó chuyển đổi dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử. Do đó mà một số tính chất khác như là độ sôi, tính chất khác như là tính tan, nhiệt độ sôi, chiều tăng của khối lượng phân tử. Được chưa nào? Đây là hai lưu ý. Về một số tính chất vật lý của ăn can. Một tính chất nữa các em cần lưu ý cho cô đó là gì đây? Các ăn can không tan trong nước. Và chỉ tan trong các dung môi hữu cơ. Đây là một số tính chất vật lý mà các em cần nhớ cho cô về dãy đồng đẳng ăn can. Ta chuyển sang phần tiếp theo, phần 3 lớn. Tính chất hóa học. Rồi các em nhớ lại một chút liên quan tới các loại phản ứng hóa học hữu cơ mà cô đã giới thiệu cho các em ở video bài giảng trước. Em nhớ lại một chút cho cô đó là gì đây? Các phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm. Và đối với các phản ứng hữu cơ trong dãy đồng đẳng ăn can cũng thế, các phản ứng hữu cơ này thường xảy ra chậm và nó không tác dụng hay là các phản ứng này không xảy ra hay là các chất ăn can này không tác dụng với các chất có tính oxy hóa mạnh. Thank you.
tính oxy hóa mạnh. Oxy hóa mạnh như là ta mà nó uống ở điều lệ thường. Hãy nhớ cô đó là phải ở điều kiện thường. Rồi bản thân các phản ứng hữu cơ đã là khó xảy ra rồi như thế nào? Mặc dù các chất có tính oxy hóa mạnh như là cao NO4 nhưng mà nó cũng không đủ để có thể xảy ra các phản ứng hữu cơ này. Vậy thì điều kiện để xảy ra các phản ứng hữu cơ đó là gì đây? Đó là khi có nhiệt độ hoặc chiếu sáng. Nhiệt độ áp suất xúc tác thích hợp để chúng các phản ứng hữu cơ này có thể tham gia một số các phản ứng đặc trưng như là phản ứng thế, phản ứng tách hay là phản ứng oxy hóa. Đây là phần đầu tiên theo tính chất hóa học của nó, đó là phản ứng thế. Rồi đây là một phản ứng đặc trưng của dãy đồng đẳng ancan. Các em nhớ cho cô đó gì? Khi được chiếu sáng một gì đây?
Cô xin lỗi, có nghĩa là hai nguyên tử hydro sẽ được thay thế bởi hai nguyên tử clo, được chưa nào? Vậy thì sản phẩm đây sẽ là gì đây? CH2CCl2 cộng với O2HCl. Cô xin lỗi, thế nên là tỷ lệ 1:2. Rồi. Xảy ra chậm và nó thường thường sinh ra các hỗn hợp sản phẩm. Vậy thì đối với những phản ứng thế này, nó có sinh ra các hỗn hợp sản phẩm không? Thì câu trả lời là có, nó có sinh ra các hỗn hợp sản phẩm. Vậy thì trong cái hỗn hợp sản phẩm đấy, các sản phẩm nào là sản phẩm chính? Vậy các em nhớ cho cô đó là gì đây? Đó là sản phẩm chính. Các alkan này sẽ tách hydro để tạo thành những alken tương ứng.
thành hợp chất hydrocarbon không no tương ứng. Để tạo thành hợp chất hydrocarbon không no tương ứng. Để tạo thành hợp chất hydrocarbon không no. Một số ví dụ liên quan tới phản ứng tách. Trong phản ứng tách này thì các em sẽ được làm quen nhiều hơn khi các em học các hợp chất hydrocarbon về sau. Trong phần này cô chỉ giới thiệu qua về phản ứng tách của các chất trong dãy đồng đẳng ancan như thế nào. Chuyển sang phần thứ ba, phản ứng đặc trưng của mọi các hợp chất hữu cơ, đó là phản ứng oxy hóa. Oxy hóa là gì? Nghĩa là khi mà hợp chất có biết công thức chung của dãy đồng đẳng ancan, đó là CnH2n cộng 2 cộng tác dụng với oxy và dưới tác dụng của nhiệt độ thì nó sẽ bị phân hủy thành CO2 và nước với điều kiện oxy dư. Và đây người ta gọi là phản ứng đốt cháy. Phản ứng đốt cháy như thế nào? Rồi ta cân bằng phương trình, ở đây có N carbon như nào, vậy thì đây sẽ có NCO2. Ở đây là 2N cộng 2 hydro. Bên này đã có 2 hydro rồi, vậy thì hệ số của cô đây sẽ là N cộng 1. Oxy nào? Oxy ở đây có 2N cộng với N cộng 1, vậy thì là 3N cộng 1. Và đây là phân tử oxy, vậy thì đây sẽ là hệ số nó sẽ là 3N rồi. Đây là phản ứng đốt cháy đối với mọi hợp chất hydrocarbon, đối với mọi hợp chất hydrocarbon nói chung và nói riêng và các hợp chất hữu cơ khác. Khi đốt cháy tác dụng với oxy dư thì nó sẽ tạo thành các chất vô cơ tương ứng. Rồi còn đối với điều kiện thiếu oxy thì sản phẩm ở đây có thể là carbon hoặc là CO, khí CO tương ứng được trên nào, và sẽ tùy vào từng bài tập. Rồi đối với phản ứng oxy hóa này có một số dạng bài tập cô sẽ giới thiệu các em ở video sau trên nào. Ta chuyển sang phần thứ tư, đó là điều chế. Thường điều chế khí metan
đó là CH4 bằng phản ứng bằng phản ứng vô tôi xuất. Cô cho hợp chất natri CH3COONa. CH3COONa. Tác dụng với nào á? Tác dụng với nào á? Dưới điều kiện nhiệt độ CO, nhiệt độ và CO cho tác dụng với hỗn hợp vôi tôi này thì sẽ thu được đó là CH4 cộng với NaNA2CO3. Được chưa nào? Đây là phản ứng đặc trưng để điều chế CH4 khí metan. Thế nào? Rồi đối với trong công nghiệp thì các em nhớ cho cô đó là gì đây? Thành phần đó là các hợp chất ancan này, các hợp chất ancan là thành phần chính của dầu mỏ. Trên bảng giúp cô là hai bài tập về phần dãy đồng đẳng ancan của cô đưa ra để chúng ta cùng luyện tập. Các bạn nhớ làm ra nháp trước, sau đó so sánh kết quả trên bảng nhé. Rồi chúng ta cùng chữa bài tập này nào. Đối với bài 1, hoàn thành sơ đồ phản ứng. Bài tập 1, hoàn thành sơ đồ phản ứng. Đầu tiên là có gì nào? Từ CH3COONa về CH4. Vậy các em nhớ lại cho cô kiến thức liên quan tới điều chế metan CH4 như thế nào. Phản ứng vô tôi xuất CH3COONa. Tác dụng với nào ha? Với điều kiện CO và nhiệt độ thì sẽ tạo thành CH4 và NA2CO3. Được chưa nào? Đó là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai
Cl. Em để ý cho cô đó là gì đấy? Ở đây có bốn nguyên tử hydro đúng chưa nào? Sắt CH3Cl chỉ có ba nguyên tử hydro và có thêm một nguyên tử clo đúng chưa nào? Vậy thì phản ứng này là phản ứng thế halogen, phản ứng halogen hóa. Cái từ CH4 sẽ cộng với clo dưới điều kiện ánh sáng sẽ tạo thành CCH3Cl đúng chưa nào? Phương trình thứ ba từ CH3Cl sang CH2Cl2, vậy thì tiếp tục là sẽ giảm đi một hydro và tăng thêm một nguyên tử clo đúng chưa nào? Vậy thì tiếp tục đây là phản ứng thế halogen với tỷ lệ phản ứng là 1:1 để tạo thành, cô xin lỗi, trên này còn cộng với HCl nữa, sẽ tạo thành CH2Cl2, sẽ bớt đi một nguyên tử hydro đúng chưa nào, và tăng thêm một nguyên tử clo và tiếp tục cộng với HCl. Rồi tương tự phương trình thứ tư từ CH2Cl2 để tạo thành CHCl3, cũng tương tự ta sẽ cộng với clo ánh sáng thì lại phương trình là 1:1 và sản phẩm ở đây sẽ sinh ra là CHCl3 và HCl. Rồi phương trình thứ năm nào, đó là từ CHCl3 ra CCl4. Vậy các bạn nhìn cho cô ở đây là gì đây? Ở đây là bốn nguyên tử hydro đã bị thay thế bởi cả bốn nguyên tử clo đúng chưa nào? Vậy tiếp tục phương trình này ta lại cộng với clo ánh sáng thứ 8. Sản phẩm sinh ra sẽ là CCl4 và HCl. Được chưa nào? Đây là bài tập thứ nhất liên quan tới hoàn thành sơ đồ phản ứng. Chuyển sang bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai đó là từ các điều kiện này các em viết phương trình hóa học phản ứng của chúng được chưa nào? Đối với phần A đó là gì đây? Propan tác dụng với clo theo tỷ lệ là 1:1 khi chiếu sáng. Thì đây là liên quan tới tính chất gì của nhóm ancan nào? Đó chính là phản ứng halogen hóa, phản ứng thế halogen là thế nào? Propan có công thức là gì đấy? CH3 CH2 CH3 được chưa nào? CH3 CH2 CH3 cộng với clo tỷ lệ phản ứng là 1:1. Vậy thì sản phẩm của cô ở đây sẽ là gì và có thể sinh ra mấy sản phẩm? Thì các em nhớ cho cô đó là gì đây? Mạch này là mạch đối xứng này. Vậy thì ta sẽ xét sự thế của chúng chỉ cần xét một nửa bên của mạch thôi. Đúng như nào? Vì đây là mạch đối xứng nên khi các em xét cả hai nó sẽ bị lặp lại sản phẩm. Được chưa nào? Rồi vậy thì sản phẩm sinh ra của cô ở đây sẽ là gì và sản phẩm nào là sản phẩm chính? Bên đây em nhớ lại cho cô một chút đó là gì đây? Đó là sản phẩm chính sẽ ưu tiên vào carbon bậc cao hơn. Vậy thì sản phẩm chính ở đây sẽ ưu tiên vào carbon nằm ở giữa này. Sản phẩm sinh ra cũng sẽ thế một nguyên tử hydro bằng một nguyên tử clo. Vậy sản phẩm sinh ra sẽ là CH3CH3. Được chưa nào? Và sản phẩm phụ ở đây sẽ là gì đây? Sẽ là CH3 CH2 CH2 CL. Và cả hai cái này đều cộng với HCl. Được chưa nào? Các em nhớ lưu ý đối với một số bài tập liên quan tới phản ứng thế này, người ta có thể hỏi là sản phẩm nào là sản phẩm chính trong phương trình phản ứng này, hoặc là có bao nhiêu sản phẩm khi mà cho tác dụng hợp chất hữu cơ A này với một nguyên tử là halogen. Rồi ta chuyển sang phần B, đó là tách một phân tử hydro từ propan. Rồi đây liên quan tới phản ứng tách hydro đúng chưa nào? Dưới nhiệt độ xuất phát tách một nguyên tử hydro, vậy thì ở trong phân tử này sẽ mất đi một phân tử hydro
nào. Vậy đây sẽ còn CH3, CH đôi CH2 và cộng với hydro. Đối với các bạn ở chưa quen thì các bạn có thể ghi luôn đó là C3H8. Nhiệt độ xúc tác và sẽ tạo thành C3H6 cộng với hydro. Tuy nhiên các em chỉ ghi dạng này khi mà các em chưa học các bài sau thôi. Còn khi mà các em đã học các bài sau về các hydro carbon không no rồi thì các em bắt buộc phải viết cho cô dưới dạng công thức cấu tạo như thế này. Được chưa nào? Ta chuyển sang phần C. Đó là gì đây? Đốt cháy hexan. Hexan của công thức là bao nhiêu, là gì nhỉ? Hexan là mấy nhỉ? Các bạn nhớ lại một chút cho cô đó gì đây? Hexan là C6. Vậy thì C6 trong hợp chất ancan đó là gì đây? C6H14 cộng với oxy. Nhiệt độ có tạo thành cái gì đây? Tạo thành CO2 và nước. Đối với những đề bài người ta không cho, người ta không nói gì khác, không nói gì khác là oxy thiếu hay dư, thì các em hiểu cho cô đó là nó sẽ sinh ra CO2 và nước. Để chưa nào, ta cân bằng phương trình ở đây. Ở đây có 6 carbon, vậy cô sẽ thêm 6 vào CO2. Ở đây là 14 hydro, đúng chưa nào? Vậy thì thêm mấy vào nước nào? Cô sẽ thêm 7 vào nước. Rồi, cân bằng oxy nào. Ở đây có 6 nhân 2 là 12 oxy, cộng với 7 oxy ở đây là 19. Vậy thì đây sẽ là 19/2. Được chưa nào? Rồi, đây là bài tập liên quan tới một số tính chất hóa học của dãy đồng đẳng ancan. Cô sẽ làm thêm một số video để hướng dẫn các em cụ thể, chi tiết hơn về các dạng bài tập trong dãy đồng đẳng ancan này. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chúc các em học tốt. Chào các em, cô là Thúy, hiện đang giảng dạy môn hóa tại Trung tâm Việt Giác. Nếu các em cảm thấy các video bài giảng của cô giúp ích cho mình trong quá trình học tập thì các em nhớ subscribe, like kênh YouTube và theo dõi trang Facebook Học cùng Việt Giác. Có gì không hiểu các em có thể trao đổi inbox trực tiếp cho cô sẽ giúp đỡ các em. Hẹn gặp lại các em.